Minh Thúy xin kính chào quý vị. Hôm nay thứ Sáu, 9 tháng 12, 2022. Đến với VATV hôm nay gồm có phỏng vấn đặc biệt và nhạc lá bồ đề. Sau đây mời quý vị theo dõi phần 5 phỏng vấn đặc biệt với cựu đại úy biệt kích Nguyễn Hữu Luyện do Phan Lê Dũng, Võ Thành Nhân và Minh Thúy thực hiện. Một người tù không ngày về sẽ làm cách nào để đối phó với những khoảng thời gian trống rỗng bất tận, những khó khăn tâm lý, những sợ hãi, cô đơn và cái chết. Mời quý vị theo dõi những suy luận và kết luận của đại úy Nguyễn Hữu Luyện. Trong ý tưởng của ông là chỉ có suy nghĩ là một chuyện thôi, là mình là tù binh và mình chờ đợi. May mắn là cái giá trị của mình như một người tù binh vẫn còn và mình sẽ có ngày trao đổi, mình sẽ có ngày thoát ra. Đó là chỉ là động lực duy nhất. Còn những cái động lực khác tâm linh chẳng hạn như về trời, về Chúa thì sao? Tôi, nhà tôi là gia đình Công giáo. Tôi, cha mẹ tôi là Đạo Phật. Khi mà tôi cưới vợ thì tôi phải làm cái thủ tục về tôn giáo. Nhưng mà vào lúc đó, thì tôi không có một khái niệm gì về vấn đề tôn giáo. Tôi không có tin Chúa, tin Phật, tôi chả tin cái gì cả. Tôi hoàn toàn tôi không tin. Thế nhưng mà trong thời gian ở tù đó, những đau khổ và những cái phút mà mình ngấp nghé với cái thế giới bên kia rồi, thì tự nhiên là tôi tìm thấy tin Chúa, tôi tìm thấy đức tin là ở trong nhà tù. Trước khi bị tù thì tôi không tin trời Phật, tôi không tin Thiên Chúa, tôi không tin gì cả. Tôi chỉ tin vào cái năng lực sống của mình. Mình làm thế nào mình sống để giữ được cái đạo đức của mình, giữ được cái tư cách của mình. Rồi mình chết đi là hết, thì không có Phật, không có Chúa, không có gì cả. Nhưng mà trong thời gian để tù, tôi cảm thấy rằng tự nhiên là tôi nghĩ rằng mình từ đâu mình tới đây, rồi từ đây mình đi về đâu. Cái câu hỏi mình đi về đâu nó làm cho mình tự nhiên mình hướng về phía các đấng tôn giáo. Và nhà tôi là đạo tôn giáo, tôi có làm lễ hôn phối trong nhà thờ, nhưng mà đối với tôi lúc đó là những cái thủ tục như thủ tục hành chính, tôi không có khái niệm gì về vấn đề đức tin. Nhưng mà trong thời gian ở tù một thời gian dài về sau, tôi tìm thấy đức tin, tôi tìm thấy Thiên Chúa, và tôi trở nên người có hết lòng tin tưởng vào Thiên Chúa. Không phải trong nhà không thấy, tôi có bàn thờ Thiên Chúa trong nhà. Thời gian mà trước ông sinh hoạt, ông coi như một thủ tục vậy, nhưng mà những cái chuyện trong Thánh Kinh hay là những cái gì, ông có một tí gì ảnh hưởng ông về cái chuyện đó không ạ? Tuyệt đối là không. Khi tôi vào nhà thờ làm phép cưới thì người ta, ông cha bảo đứng bảo quỳ thì quỳ, rồi tôi cũng làm như những người khác. Nhưng mà trong lòng tôi coi đây là một thủ tục hành chính, không có đức tin, không giữ gì hết. Mà có lẽ là tại tôi cứng đầu cứng cổ, cho nên Thiên Chúa để cho tôi có dịp thử thách để tìm về với cái đức tin của mình. Ông nói là ông bà cụ thân sinh ông là Đạo Phật, và ông nhìn cái kia như là một cái thủ tục để mà chuyển tôn giáo. Thế thì tại sao khi mà mình bị trực diện với lại những cái vấn đề như vậy, mình không quay về Phật mà lại quay về Chúa? Là vì mẹ tôi là người sùng bái Đạo Phật, có làm bàn thờ trong nhà. Cụ thân sinh nhà tôi cũng thế. Thế nhưng mà sau một thời gian dài tôi cưới vợ ra nhà thờ, rồi thì những ngày cuối tuần tôi cũng phải thay quần áo đưa nhà tôi về đi nhà thờ. Nhưng tất cả cái đó tôi là cái làm cái nhiệm vụ về, tôi coi như là nhiệm vụ hành chính, thì tôi không có đức tin. Đến khi tôi vào tù gần hết nửa đời trước nhà tù, tôi mới có những thay đổi về vấn đề tôn giáo. Tôi mới tìm thấy cái đức tin do bởi những hoàn cảnh mà mình bắt buộc mình suy nghĩ. Thí dụ như là khi mà tôi đây, ông xem này, tôi đã cắt cái này mà không chết là vì máu nó ra nhiều quá, tôi ngất đi. Đến sáng nó mở cửa Salim ra, nó thấy nằm máu mê mà tôi thì nằm bất tỉnh, nó mới khanh đi, nó cứu tôi. Và đây này, cái ven chính nó không đứt, nó đứt thì chắc là tôi chết rồi. Nó đau đau quá mà tôi lại yếu trong nhà tù, nó ngất đi, tôi không biết gì nữa. Nó tỉnh dậy thì tôi thấy tôi đang nằm ở trong cái bệnh xá, nó băng bó. Rồi tôi cứu sống tôi sau cái vụ này. Tự nhiên tôi cảm thấy rằng có một cái liên lạc gì đó ở bên trên. Và dần dần tôi nghĩ đến đức tin là vì tôi đã có một số khái niệm về vấn đề tôn giáo, là do từ ngày tôi cưới nhà tôi đến giờ. Và sau đó thì tôi tìm đường về với Thiên Chúa, và sau đó tôi có một đức tin rất là vững mạnh. Tức là đức tin này là hoàn toàn là phát xuất từ trong tù?
Có lẽ tôi nghĩ rằng có lẽ Thiên Chúa thấy tôi cứng đầu quá nên cho tôi vào trong đó để cho tôi học thế nào là đức tin, thế nào là Thiên Chúa. Tôi tìm thấy ở trong nhà tù. Khi mà ông cắt tay như vậy mà để mà có thể nói là từ giã cuộc đời thì cái chuyện đó nó đến chưa? Lúc tôi mà cắt tay này thì tôi cũng không có khái niệm gì về nơi đức tin hết cả. Thế mà sau khi cứu sống lại, tôi nằm một chỗ, tôi ngồi tôi nghĩ là mình từ đâu tới đây, rồi mình từ đây mình đi về đâu. Những cái sự suy nghĩ đó nó khiến cho tôi tìm thấy một cái đức tin, tìm thấy cái nơi mà mình từ đâu mình ra, rồi từ đây mình sẽ đi về đâu, được trả lời trong thời gian tôi trong tù sau khi tôi cắt cái này. Động lực nào mà khiến cho ông nghĩ đến cái chuyện này, không phải là từ trước, không phải là từ sau, mà tại vì ngay lúc đó? Tôi thấy khổ nhục quá. Tôi cái con đường duy nhất bên chiến tranh nó còn kéo dài lê thê, mà không biết ngày nào nó chấm dứt thì cuộc sống. Tôi thấy nó vô nghĩa quá. Vợ đến lúc bây giờ nó 9-10 năm, thấy vợ con tôi ở nhà cũng đã đi vào ổn định rồi, cũng không làm gì khác hơn được nữa. Thành ra cái con đường giải thoát duy nhất là thôi mình cắt cái này thì mình đi. Chứ mà có lẽ cái số tôi nó còn nặng nợ đời, thành ra tôi không đi được. Khi nó mở ra thì tôi ngất đi rồi, chứ nếu mà nó cái ven chính chưa đứt, bởi vì ông thấy nó cho mỗi người một cái ống nứa này để đi tiểu tiện ở trong đó. Thế thì ở trên rừng thì tiểu đại tiện là vào trong cái ống nứa này. Tôi phải lấy răng tôi cắn một cái cật ống nứa, tôi cắt. Chứ nếu có dao thì nó đứt rồi. Khi mà nó xuống lên đây nó càng dây mãi cái ống nứa con này thì cái ven chính chưa đứt. Máu ra nhiều là tôi ngất đi. Thế nếu tôi có con dao là cái lưỡi lam thì có lẽ tôi giờ này không được gặp ông ở đây. Cái chuyện mà ở đức tin của ông về sau nó có giúp cho ông khi mà ông nói chuyện với những người khác không? Chẳng hạn như là trong bài của ông Phan Lạc Phúc, ông viết về ông có nói về chuyện một anh thượng phu rô và một người nhảy tự tử. Trước khi đó mà ông sẽ thuyết phục người ta để người ta có thể bỏ đi những cái đó. Đây là anh Thuật, cũng là người bạn. Anh ấy cũng có lòng quý hóa tôi và tôi cũng đã quý hóa anh ấy. Anh ấy cũng không chịu được đau khổ. Anh uất đức của anh làm thì tôi cũng khuyên anh như vậy. Và cũng may mắn mà anh ấy đồng ý với tôi, thành ra cái chuyện đó nó không có gì là sâu xa. Thì anh cũng chỉ là người trong cảnh khổ mình nghĩ đến nhau. Anh nghĩ là người tôi với anh gặp nhau một cái điểm là mình chết đi để giải thoát những cái đau khổ này. Anh ấy cũng đồng ý như vậy, nhưng mà những lúc mà nó phẫn uất lên thì anh nghĩ còn không có thì bình thường. Anh cũng nghĩ đến chuyện gia đình, cũng nghĩ đến những ngày về, cũng nghĩ đến chuyện này. Tôi cũng thế. Trong nhà tù cũng có lúc mà tôi nghĩ đến vợ con mình không biết như thế nào, rồi cuộc sống như thế nào. Có lúc tôi muốn giải thoát. Tôi cắt này là tôi đi tìm con đường giải thoát, nhưng mà có lẽ cái số phận tôi còn gặp ông anh hôm nay thành ra. Như vậy khi mà ông khuyên những người khác đừng nên làm những cái chuyện đó thì ông khuyên như thế nào? Tôi nói là cứ từ từ, rồi ngày mai nó sẽ tới. Mình chưa biết ngày mai nào thì ráng đợi xem nó như thế nào. Thế thôi. Chỉ có đơn giản vậy thôi mà họ còn... Tôi bản thân tôi cũng thế, chưa biết ngày mai như thế nào, nhưng mà cố đợi xem nó ra làm sao. Thành ra cố chịu đựng để mà đợi. Thì cái ngày mai nó tới có lẽ cũng là cái số để gặp ông hôm nay. Thưa ông, vậy là những cái ngày tù mà nếu mà ông có thể gọi là mình Việt Nam mình có thể gọi là tổng kết đó, thì ông nhận xét về cái giai đoạn ông bị tù tội như thế nào? Ông kết luận như thế nào? Tôi cũng không có cái nghĩ sâu xa gì nhiều. Sự thật nó đơn giản lắm. Tôi cũng không nghĩ rằng mình sống để về với vợ con. Nhưng mà cái bản thân sinh tồn tự nhiên của con người là không ai muốn chết. Bởi vì chính tôi đã đi tìm cái chết để giải thoát. Mà rồi cũng không xong. Có lẽ cái số trời đã định rồi. Tôi cũng... Thế còn những anh em khác mà họ nhìn vào ông mà họ vẫn chỉ nói là ông thầy tôi đó, thì họ mong đợi cái gì ông và họ thấy cái gì ông theo ông nghĩ? Đây là cái tình cảm anh em tự nhiên họ quý hóa thì họ nói như vậy thôi. Chứ tôi cũng không có... Tôi cũng không nghĩ gì về vấn đề này. Sự thật ra họ thấy rằng tôi có thể đứng vững được trước những cái khó khăn mà nhà tù nó tạo ra cho mình. Tôi đứng vững được là vì tôi chấp nhận chết. Chứ nếu tôi sợ chết thì tôi cũng không đứng vững được. Thế là cái mà làm cho tôi đứng vững được ở trong nhà tù là tôi chấp nhận chết. Mà Việt Cộng thì nó lại không chủ trương giết. Thành nhà tôi nói thì nó làm ngơ cho tôi được sống an cái thân tôi. Và tôi nghĩ rằng đấy cũng không phải là sự nhượng bộ. Nhưng mà tôi sẵn sàng, tôi kêu gọi nhiều lần rồi, các anh làm quá đáng thì các anh bắn tôi đi, đừng để thế này, tôi không đồng ý cái chuyện này. Các anh bắn tôi lúc nào cũng được, nhưng mà nếu anh để sống, để cho tôi sống, thì đừng làm những chuyện quá đáng này, tôi không chấp nhận. Lúc nào tôi sẵn sàng, các anh cứ bắn tôi đi, tôi sẵn sàng, tôi mong như thế,
thì nó thấy thì mình muốn chết cũng chả bảo làm gì mình, mà thật sự là như vậy. Chứ nếu mà tôi thách cái lỗ miệng thì nó kèm thì nhiều người cứng với nó, nó làm cho vào sắt vào thì nó uốn được. Nhưng mà tôi sẵn sàng, tôi bảo tôi sẵn sàng chết, tôi mong chết lắm, canh đừng có làm nhiều, đừng có làm cái gì thái quá, muốn gì làm đi. Lúc nào tôi sẵn sàng như thế, nó thấy rằng tôi thực sự là tôi không có sợ chết, thành ra nó không có giết tôi. Chứ nếu mà tôi mà để cho nó biết là tôi sợ chết thì có lẽ nó cũng lại, tôi cũng lại là mặc quần áo đi làm, đi lao động cho chúng nó từ lâu rồi. Nhưng mà tôi xin cảm ơn ông rất nhiều. Chắc có lẽ mình sẽ nói chuyện thêm về sau. Thì cảm ơn ông. Cảm ơn ông rất nhiều. Cảm ơn ông.